thể gọi mình là Annie. Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình đã ở Toronto được 3 tháng và cảm thấy rất thích thú với cuộc sống ở nơi đây. Toronto là một thành phố an toàn, hiện đại, văn minh. Toronto là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới. Người dân nơi đây rất thân thiện và tốt bụng. Thời tiết rất dễ chịu, phương tiện công cộng thuận lợi. Đặc biệt ở nơi đây là có rất nhiều các khu mua sắm để cho các bạn có thể tự do và thoải mái lựa chọn. Tất cả những điều này đã làm cho Toronto được vinh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Mình đã học lớp 11 ở trường Birmingham International College of Canada, hay còn được gọi là BICC. Mình đang theo học các môn học toán, tiếng Anh. Và đặc biệt, mình rất thích môn văn hóa ẩm thực bởi vì mình cảm thấy môn này rất bổ ích. Mình được học về văn hóa ẩm thực của rất nhiều nước trên thế giới. Tất nhiên, thầy cô giáo và các giáo viên nhất rất nhiệt tình và luôn có trình độ chuyên môn cao và luôn sẵn sàng giải đáp mọi khúc mắc của học sinh. Xin chào, mình là Phương Linh, mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình đang học lớp 12 tại trường Birmingham International College of Canada ở Toronto. Sau quá trình tìm hiểu kỹ càng, mình đã chọn BICC là điểm dừng chân tiếp theo trên con đường học vấn của mình. Qua buổi hội thảo du học Canada năm ngoái, mình biết đến BICC là một môi trường giáo dục chất lượng, cung cấp nhiều chương trình học thật cao cấp và có một đội ngũ giáo viên đảm bảo. Trường còn tọa lạc ở trung tâm Toronto, một vị trí khá thuận tiện trong việc đi lại và giải trí. Quy mô lớp học nhỏ giúp mình có cơ hội trao đổi với bạn bè và giáo viên dễ dàng hơn, từ đó thúc đẩy quá trình hòa nhập cuộc sống ở đất nước Canada xinh đẹp. Được học tập ở BICC quả thật là một trải nghiệm vô cùng quý giá với bản thân mình. Nơi đây cho mình cơ hội được tiếp xúc và học hỏi chương trình giáo dục của Canada, một trong những nền giáo dục hàng đầu của thế giới. Không chỉ được học hỏi và tiếp xúc với một nền văn hóa mới, mình còn được phát huy năng lực vốn có và thể hiện cả tính riêng. Điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất ở BICC đó chính là đội ngũ giáo viên rất tận tình, thân thiện và luôn truyền cảm hứng cho mình trong học tập cũng như cuộc sống. Tôi tên là Trần Ngọc Diệu, năm nay tôi 16 tuổi và tôi đang là học sinh tại Birmingham International College of Canada. Tôi đã nhận được học bổng đầu vào ở mức cao nhất. Điều đó đã khích lệ và giúp đỡ tôi rất nhiều khi đến trường. Với kết quả kiểm tra đầu vào xuất sắc, tôi được xếp vào lớp cùng trình độ với các anh chị lớp 12 ở trường công lập khác. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 5 năm 2016. Dù mới chỉ vào học được một tháng, nhưng tháng sau tôi đã có thể apply vào đại học rồi. Có nghĩa là vào tháng 9 năm 2016, tôi có thể trở thành sinh viên đại học khi tôi 17. ICC đã tạo cho tôi cơ hội được nhảy cách một lớp, tức là tiết kiệm được 16.000 đô tiền học phí cộng thêm 12.000 đô các chi phí sinh hoạt. Tôi được thêm cơ hội tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo tôi, BICC là sự lựa chọn đúng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về BICC là môi trường vô cùng thân. Tôi nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ giáo viên bộ môn và các nhân viên của nhà. Với quy mô lớp học nhỏ, giáo viên có thể theo sát quá trình học của từng học sinh. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn luôn có thể học. Nếu có thắc mắc về bài học, bạn có thể tìm đến thầy cô để giải đáp bất kỳ lúc nào. Welcome to BICC.